Chào các bạn. Hôm nay trong video này tôi hướng dẫn các bạn cách tạo ra một khóa học, tạo ra tài khoản của giảng viên và tạo ra một tài khoản của sinh viên như thế nào. Đấy, thì các bạn truy cập vào edunow.today và dùng tài khoản admin để truy cập. Ở đây là sau khi tôi dùng email và password, tôi đã truy cập được vào trong tài khoản chính của tôi đây. Tôi truy cập lại. Đấy, khi dùng email và password truy cập vào thì ra mà giao diện này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một khóa học vào course. Đấy, vào ô course. Sau đó bấm vào dấu cộng này, ta sẽ đặt tên một khóa là, đấy, cho một tên bất kỳ, và create course. Thế thì khi tạo ra được một khóa này rồi thì ta bắt đầu là phân quyền cho một số người, là ví dụ giảng viên, học viên thì làm thế nào. Đây là cái cách thứ nhất là admin tự tạo ra. Ta vào people này. Đấy. Thì ở đây mới tài khoản admin. Thì ta sẽ add people vào. Đấy, thì ta sẽ copy một số cái email vào. Đây, ví dụ tôi đã tạo sẵn mấy cái email. Ví dụ đây là email của giảng viên này. Này, ví dụ có nhiều giảng viên thì đang đánh dấu chấm phẩy. Thế đây là ta chọn ra tài khoản của giảng viên và next. Thì đây là cái tài khoản mới, nên ta phải tạo tài khoản, nhấp vào đây. Đấy, ví dụ user đây ta gọi là teacher 2 đi. Next. Đấy, và add user, nhớ nhấp vào đây. Thế thì tự động nó sẽ gửi cho giảng viên một cái email. Đấy, và ta cũng có thể là set luôn mật khẩu ở đây. Tôi sẽ hướng dẫn đến cách set mật khẩu admin cấp của họ mật khẩu luôn. Thì nhấp vào, tôi bấm lại cho các bạn kịp nhìn này. Ví dụ nhấp vào cái teacher ta mới tạo đây. Đấy, ta vào more user detail. Đấy. Và add login. Thế thì các bạn có thể là login đăng nhập bằng cái tên gì. Ví dụ ở đây ta sẽ dùng teacher 2 ta đăng nhập chẳng hạn. Đấy, password ta dùng vào cái luôn cái password này ta là. Add login là xong. Thì đây là cách là mình trực tiếp cung cấp mật khẩu cho giảng viên. Thế nhưng mà ta có thể cách thứ hai là ta truy cập vào email của giảng viên để kiểu trước sau mình cũng vẫn phải verify. Thế thì ta sẽ đăng nhập vào email của để ta xác nhận. Đây là cái đường link của người ta đăng nhập bằng cái tài khoản email của giảng viên của bạn ấy, rồi là teacher 2 chẳng hạn. Như vậy là email chưa có, ta đợi một chút. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn là add vào tài khoản của sinh viên, học sinh. Đây, ví dụ tôi tại student 2 đây. Đây thì ta lại vào course, vào cái demo 2 này.
Đấy, và people này. Ta add people này. Đấy, và để bạn này là sinh viên. Và next. Bạn này chưa có username, ta để student 2. Đấy, và ta add user là xong. Này, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết là bạn sẽ tạo luôn cả mật khẩu cho bạn ấy luôn. Bạn vào add login này. Đấy, login bạn chọn là student 2 chẳng hạn. Và add login. Thì như vậy là các bạn đã vừa tạo xong luôn là một đầy đủ cho một học viên, đầy đủ là cái tên đăng nhập, email và mật khẩu luôn, và gửi cho bạn đó thì bạn ấy nhấp vào đường link kích hoạt và là xong. Để ta thử check lại xem cái email của cái ông này đã về chưa. Đấy, thì giảng viên cũng thấy sẽ nhận được cái email để xác nhận. Đấy, nó hơi chậm một chút. Xin cảm ơn. Như vậy các bạn đã xem xong cái phần là hướng dẫn tạo video để tạo ra một course, thế rồi là cái tạo ra một tài khoản của giảng viên, một tài khoản của ứng viên. Xin cảm ơn.